Xin chào anh em Hôm nay về với kênh của Đức Maro Thì trước mặt anh em đây là một cái sản phẩm xe điện ba bánh Có tên gọi là Santong M6 Và cái giá thành của chiếc xe này thì như lượt trước mà mình đã thảo luận với anh em ấy Là được giảm giá từ nhà máy là 19 triệu 500 Giảm xuống 2 triệu Còn 17 triệu 500 Nhưng sang đến tháng 9 năm 2023 Thì nhà máy đã chỉ hỗ trợ anh em 1 triệu thôi nhá Bây giờ mức giá của chiếc xe này là 18 triệu 500 Thế tại sao em nó hot như vậy Mà khiến nhà máy lại phải tăng giá Đúng không ạ Thì ngay bây giờ mình sẽ đưa anh em đi xem Chi tiết chiếc xe này sẽ có những cái đặc điểm gì Mà lại bị tăng giá nhá Giờ thì hãy đi về phần đầu xe trước đi Chúng ta sẽ có một thiết kế tân cổ điển Cực kỳ đẹp và hài hòa theo thời gian, theo năm tháng Nó sẽ không bị lối mốt khi mà họ thiết kế theo những cái kiểu mà đầu xe máy đấy à, Vì cái thiết kế này sẽ là đẹp trường tồn bao nhiêu năm tháng nay rồi à, Và giỏ đựng hàng phía đằng trước của chúng ta cũng sẽ được trang bị là giỏ sắt và hàng cực kỳ là chắc chắn luôn Tôn rất là dày và có lắp đỏ đậy ở phía bên trên Xuống phía dưới của chiếc xe này của chúng ta sẽ chỉ được trang bị chắn bùn bằng nhựa và sơn màu theo xe và một cái thụt hành trình bằng dầu và có gắn phản quang ở đây để tránh trường hợp chúng ta đi tối không ai phát hiện ra mình thì đèn của họ soi ở đây là sẽ thấy à, về phía bánh của chiếc xe này vẫn sẽ được sử dụng là bánh 300-8 và lốp là lốp không xăm đây là cái bọc lốp nhé vì mỗi cái xe đến từ nhà máy san tông mà hàng mới tinh 100% thì đều có bọc lốp cả phanh cờ ở phía đằng trước về khung xe thì sẽ được trang bị là khung cực kỳ là dày dặn và chắc chắn luôn đấy. về phần thân xe này vuốt xuống cũng được trang bị là khung kép à, tránh trường hợp của người người nào đi bên cạnh của chúng ta va và chúng ta sẽ bị gây cái miếng nhựa này thì nhà máy đã trang bị thanh sắt ở ngoài rồi lòi ra hẳn phía ngoài ấy. và cái đặc điểm lớn nhất của chiếc xe này là cái cụm đầu đèn này của chúng ta sẽ có được hai dài tầng đó là chiếu xa chiếu gần khi đi ban đêm nhé và đèn là đèn led hoàn toàn 100% đến chính hãng từ nhà máy san tông ở đây Đấy. về phía màn hình điện tử trên chiếc xe này thì mình đánh giá uh, sẽ được trang bị cái màn hình khá là nhỏ nhưng mà đủ để dùng cho với anh em Đấy. và đủ thông số để hiển thị gồm là đèn này xi nhan này Đấy. và số km một giờ chạy được này và có logo ký hiệu của nhà máy San Tông ở đây nhé. Đây này. Đấy. Và khi cái đèn này chúng ta bật tắt lên thì chúng nó cũng sẽ tắt đi này. Đấy. Anh em thấy không? Tắt ngóm đi luôn. À khi chúng ta bật đèn lên là logo nhà máy San Tông cũng sẽ hiện thị ở trên này. Đấy. Đèn coi xi nhan, số tiền, số lùi đều đầy đủ. Số 1, 2, 3 nhanh chậm và nút B khóa an toàn trẻ con ở đây là cũng khá là đầy đủ đấy ạ. Đấy có phanh tay phanh chân đều đầy đủ cả nhé đấy là số tiền lùi này cực kỳ là thoáng xe cái chiếc xe này thì động cơ cực kỳ là êm êm nhất uh, trên thị trường luôn với, với cái tầm tiền đấy mà chúng ta mua được những cái con xe của nhà máy san tông thì mình thấy đó chính là quá hợp lý luôn và đây có tên gọi là san tông m 6 nha anh em nhé uh, có phanh chân đây, rồi, ừ. à, về phía ghế ngồi đi, như trên chiếc này thì mình cực kỳ ấn tượng một điều đó là khi mà cái ghế người ngồi thứ hai này lật lên chúng ta sẽ có khoang chứa đồ nữa, đấy. đây là một khoang rồi nhá, à, và giỏ phía đằng trước cũng sẽ là một khoang, đúng không ạ? thì ở ngay đây của chúng ta sẽ có một cái cốp đựng đồ nữa, đấy, một cái cốp đựng đồ có trang bị là khóa. Đấy. Trang bị khóa để mở cốp Đấy. Anh em có thể thấy Rồi và mặt đằng sau cũng được sơn màu theo xe và cũng có dòng chữ san tông ở đây Đấy. Về phía bánh đằng sau của chiếc xe này đi Về phía bánh đằng sau của chiếc xe này sẽ được trang bị là bánh 308 Và vẫn đến từ nhà máy san tông Đấy, Ký hiệu rất rõ ràng kể cả từ cái chi tiết lốp này Đấy, Anh em có thể thấy không? Chi tiết lốp cũng có logo nhà máy san tông Ôi, ngay trên cái chìa khóa cũng sẽ có này đấy nghĩa là khi chúng ta đi mua những cái sản phẩm xe điện thì chúng ta lên mua của đồng nhất của một nhà máy thôi thì nó sẽ có ký hiệu rõ ràng chất lượng rõ ràng thì chúng ta sẽ sử dụng những cái đồ đấy nó sẽ đồng bộ theo thời gian và theo năm tháng chứ nếu mà anh em đi mua ví dụ như người ta quảng cáo là xe một lơi xong rồi lốp lại nhập của một công ty khác thì họ làm sao đáp ứng được cái nhu cầu là về an toàn và về cái sự đồng bộ linh kiện để cho chúng ta đi về những cái bền về những cái theo năm tháng đúng không ạ rồi à giờ thì cái chắn bùn đằng sau nhá, cũng sẽ được sử dụng là sắt cao cấp và có logo dập lồi nhà máy san tông ở đây Đấy. và sơn chống gì cực kỳ là dày luôn anh em thấy mình có tiếng chắn bùn động cơ phía đằng sau của chiếc xe này đây anh quay phim có thể quay ra đằng sau động cơ trên chiếc xe này thì sẽ được trang bị động cơ 500W nhưng cái tản nhiệt này chỉ được làm bằng nhôm thôi nhé chứ nó sẽ không giống như đàn anh của nó là được làm bằng gang đâu nhé với chiếc Santong Winler thì cái bộ này được làm bằng gang sẽ có giá trị lên đến 20 triệu 500 cơ ạ thì với cái tầm tiền mà 18 triệu 500 anh em mua những cái chiếc xe này thì mình thấy là quá là hợp lý rồi về cái vấn đề động cơ ấy, thì chúng ta không cần cân nhắc quá về với Santong vì họ sản xuất một cái chiếc xe này ra Họ phải ướm lượng cái động cơ này 500W Thì nó chạy như thế nào rồi đúng không ạ Chứ anh em đừng có mua hàng trôi nổi rồi Anh em so sánh động cơ 500W của San Tông Với cả động cơ 800W ở ngoài nhá Vì cái động cơ 800W đấy Thì nhà mình cũng có rất là nhiều Anh em có thể nhìn thấy Nhưng mà giá thành của nó sẽ cực kỳ là rẻ So với hàng San Tông đúng không ạ Thế tại sao nó rẻ thế Thì anh em phải đặt ra một câu hỏi Chứ không thể nào cấu hình cao Mà lại giá thành lại rẻ được đó, chúng ta phải lưu ý nhé Và cái động cơ này của nhà mình sẽ được trang bị là cuộn đồng 100% Và được bảo quản kín nước Đấy, được bôi keo bảo quản kín nước Chứ nó sẽ không sử dụng động cơ làm mát bằng quạt gió đấy đâu Động cơ làm mát bằng quạt gió thì nó phải kể về từ 5 đến 10 năm trước rồi Cái động cơ đấy nó rất là lâu đời rồi ấy. Và cái động cơ đấy thì anh em đã biết rồi Nếu mà cái trong cái cuộn đồng ấy, nó lòi ra một cái thanh để nó quạt mà cái quạt đấy thì nó làm sao đáp ứng được qua tản nhiệt vào cái nhôm đúng không ạ? đấy thì uh, mọi người lên cân nhắc thôi. Uh, còn đâu về cái cái khái niệm mình ấy thì mình bán hàng là mình sẽ am hiểu rõ ràng về cái sản phẩm đấy và mình cũng sẽ nói chi tiết về cái sản phẩm đấy. chứ mình không thể nào là đưa anh em con xe rẻ bên kia rồi bán cho anh em một cái giá con san tông đúng không ạ? Đấy, rồi. Và quay lại chiếc xe này thì sản phẩm này sẽ có 4 bình ắc quy hoặc 5 bình ắc quy sẽ chạy đâu đó từ 80 đến 100 km trong một lần sạc. Vận tốc tối đa thì nó tùy thuộc vào anh em chọn gói option nào, có thể chạy lên đến 40 km một giờ cũng được. Đấy. Rồi. À, và chiếc xe này cũng có một ghế trẻ con nhé ở đây này. Đấy, và có cả tay lắm trẻ con luôn. Có móc treo đồ. Rồi, với giá thành 18 triệu 500 thì mình nghĩ chiếc xe này là một lựa sự lựa chọn xứng đáng với túi tiền của anh em anh em hãy để lại comment ý kiến phía bên dưới nếu chúng ta còn thắc mắc bất kể về một vấn đề gì nhé giờ thì cũng phải xin chào hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video lần sau của đức mario